Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Studio và đây là bản tin tech news ngày 8 tháng 11. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Tại hội nghị các nhà phát triển vừa diễn ra thì Samsung đã chia sẻ lộ trình phát triển màn hình vô cực Infinity Display trong tương lai của họ. Và đỉnh cao của màn hình này sẽ là màn hình có thể uốn cong Infinity Flex và New Infinity chiếm 100% mặt trước của thiết bị. Tuy nhiên thì trước khi đạt tới đó thì các màn hình Infinity Display tiếp theo của Samsung sẽ có tai thỏ và nốt ruồi. Và ba thiết kế Infinity Display mà Samsung có thể trình làng trong tương lai gần đây là Infinity U, Infinity V và Infinity O. Như các bạn có thể thấy thì chúng đã được đặt theo tên của phần khuyết màn hình dành cho camera trước. U là chữ U sẽ giống với thiết kế của Essential Phone và chữ V ở đây là phiên bản góc cạnh hơn của chữ U. Và thú vị nhất là Infinity O với nốt ruồi ở góc trái của màn hình và vị trí của phần cắt tròn dành cho camera trước trên Infinity O thì sẽ thấp hơn nhiều so với vị trí thanh trạng thái nơi mà các smartphone khác trên thị trường đặt phần khuyết cho camera và cảm biến. Và với những tiết lộ như này thì có vẻ như Samsung sẽ không bao giờ sử dụng thiết kế tai thỏ với phần khuyết lớn như iPhone. Và đích đến cuối cùng của Samsung sẽ là New Infinity với thiết kế hoàn toàn không có phần khuyết nào cả và màn hình sẽ chiếm trọn mặt trước của thiết bị. Và cũng tại SDC thì Samsung đã hé lộ về Infinity Flex, công nghệ màn hình có thể uốn cong và giúp tạo ra những thiết bị có thể gập lại được. Các bạn thân mến, thời đại mà những chiếc smartphone có khả năng chụp ảnh tiệm cận với máy ảnh du lịch ngày càng đến gần và ở một tương lai không xa thì nó sẽ đạt đến được một mức là bán chuyên. Cho dù là khoảng cách với kích thước cảm biến còn rất xa nhưng không gì là không thể. Và ở chiều ngược lại thì máy ảnh hiện tại ngày càng bổ sung nhiều tính năng nhưng người dùng lại cần một hệ điều hành thông minh hơn. Do đó mà kết hợp với nền tảng Android với phần cứng mạnh mẽ trên máy ảnh sẽ là một giải pháp tuyệt vời. Gần đây thì Yongwoo, một công ty Trung Quốc nhắm tới cái việc cung cấp một chiếc máy ảnh MicroRes không chỉ dành cho Android, cho phép thay đổi ống kính khác nhau tương thích với hệ thống ống của Canon với tên gọi là IN450. Đây được coi là nước đi cực kỳ thông minh của Yongwoo khi mà khai thác những tinh túy của Canon trong những năm qua. Các thông số khác của camera này sẽ bao gồm cảm biến M4/3 của Panasonic với độ phân giải là 16 megapixel, chạy vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 nhân, 3GB RAM và pin là 4000mAh và một bộ nhớ trong là 32GB. Tất nhiên là chiếc camera phone đúng nghĩa này cũng sẽ có cảm biến trước giúp cho việc selfie và